Bức thư thứ 10, lòng trung thành với bản thân, ngày 29 tháng 11 năm 1899. John thân mến, con khỏe hơn chưa? Nếu không, bố nghĩ con cần hiểu điều gì đó. Con cần biết rằng trên thế giới này, đại đa số mọi người đều không miễn nhiễm với một thế lực đặc biệt có thể dễ dàng lột bỏ lớp áo bao bọc nhân loại chúng ta, phơi bày chúng ta hoàn toàn dưới ánh nắng mặt trời và chỉ khoanh tròn chúng ta vào những tấm thảm thuần khiết hoặc bẩn thỉu, để mọi sự phòng thủ của chúng ta trở nên nhợt nhạt và yếu ớt. Cho dù chúng ta có vụng về đến đâu, thì đó chính là tấm nền để kiểm tra tính nhân văn của chúng ta, lợi ích. Nói cách khác, vụ lợi là bóng soi rọi bản chất của con người. Trước mắt tất cả tinh hoa liên quan đến luân thường đạo lý đều sẽ hiện ra. Nhìn thoáng qua là có thể thấy được, có thể con nghĩ rằng lời nói của bố là tuyệt đối. Nhưng đây là cách mà kinh nghiệm của bố cho bố biết. Bố không phải là một sử gia của nhân loại. Bố không biết họ sẽ giải thích gì cho sự cao quý và xấu xa. Nhưng cuộc đời khiến bố tin chắc rằng những quyền lợi dường như là bất khả chiến bại. Nó có thể cứu những người và chủng tộc, những người đáng lẽ ra có thể chung sống hòa bình với nhau, nhưng trong trò lừa đảo, cạm bẫy và thậm chí là bôi nhọ, vu khống, cũng như những cuộc chiến đẫm máu, tàn bạo và cướp bóc, con sẽ thấy bóng dáng của việc săn đuổi lợi ích. Theo nghĩa này, chính xác hơn khi nói rằng chúng ta là nô lệ của sự quan tâm hơn là chúng ta là chủ nhân của tâm hồn mình. Bố có thể khẳng định trên đời này, không có ai là không chạy theo lợi ích ngoại trừ Thượng Đế. Từ thời điểm con trở thành con người, một trò chơi vì lợi nhuận kéo dài sẽ bắt đầu. Trong trò chơi này, tất cả mọi người đều là kẻ thù của con, kể cả chính con. Con cần phải chiến đấu chống lại những điểm yếu của mình và chống lại mọi hành động xấu xa xây dựng hạnh phúc trên nỗi đau của con. Vì vậy, sau khi nhìn thấy tất cả những điều này, bố luôn tuân thủ một quy tắc. Bố có thể lừa đối phương, nhưng không bao giờ lừa dối chính mình. Đánh trả kẻ thù đang bắn bố sẽ không bao giờ làm cho lương tâm của bố xáo trộn. Con ơi, đừng hiểu nhầm cuộc sống nhé. Cuộc sống không có ý định vẽ thế giới của chúng ta bằng một màu xám buồn chán và ngột ngạt. Thực tế, bố đã khao khát tình cảm, sự chân thành, lòng tốt và tất cả những cảm xúc đẹp đẽ có thể nuôi dưỡng tâm hồn bố, và bố tin rằng chúng tồn tại. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là ở chốn mua sắm tìm kiếm danh lợi, bản thân khó có thể có được sự vừa ý như thế này mà lại hay bị phản bội và lừa lọc. Cho đến nay, bố có thể nhớ rõ ràng trải nghiệm vừa bị lừa vài lần. Cái đó thật là đáng nhớ. Điều đau khổ nhất mà bố đã từng trải qua là bị lừa ở Cleveland. Vào thời điểm đó, ngành lọc dầu dường như không có lãi do sản xuất quá mức. Nhiều nhà máy lọc dầu đã rơi vào bờ vực phá sản. Hơn nữa, Cleveland cách xa mỏ dầu, có nghĩa là so với những nhà máy lọc dầu ở mỏ dầu, chúng ta phải trả nhiều chi phí vận chuyển đường dài để khiến mình thoát khỏi tình trạng bất bình đẳng. Bố quyết tâm thay đổi nó, và bố muốn mua các nhà máy lọc dầu đang gặp khó khăn trên quy mô lớn để tạo thành một hành động thống nhất và có sự phối hợp chặt chẽ sẽ làm tăng ví tiền của mọi người. Bố đã nói với các chủ nhà máy lọc dầu đang ở trên bờ vực sụp đổ rằng chúng ta đang ở một vị trí bất lợi ở Cleveland và chúng ta phải làm gì đó cùng nhau để bảo vệ chính mình. Tôi nghĩ kế hoạch của tôi là tốt. Hãy suy nghĩ kỹ càng, nếu anh quan tâm, chúng ta sẽ sẵn lòng tham khảo ý kiến của anh. Cũng vì thiện ý và tính toán chiến lược, tôi đã mua nhiều nhà xưởng vô giá trị, chẳng khác gì rác rưởi, chỉ còn cách ném vào đống sắt vụn. Nhưng một số người thật độc ác, ích kỷ và vô ơn, khi họ lấy được tiền của bố, họ là kẻ thù chống lại bố. Họ đã phá vỡ thỏa thuận đã đạt được với bố một cách vô nguyên tắc, và công khai tống tiền bố, yêu cầu bố mua lại nhà máy của họ. Những người này đã yêu cầu bố thành thật và yêu cầu bố mua nhà máy chết tiệt của họ với giá tốt. Bố đã làm nó, tuy nhiên kết quả thật đáng buồn. Lúc đó tâm trạng của bố rất kinh khủng. Thậm chí bố còn tự trách bản thân rằng đừng quá thật thà và cũng đừng quá tốt bụng. Nếu không sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng bối rối. Điều bố không thể chấp nhận được nhất trong những trò chơi trục lợi, bạn bè của ngày nay lại trở thành kẻ thù của ngày mai. Điều này thường xuyên xảy ra, và hai thành viên trong hội thánh của bố đã từng nhiều lần lừa dối bố mà không hề kiềm chế.
Vì Chúa, bố không muốn đếm số tội của họ, nhưng bố có thể nói với con rằng khi bố biết mình bị họ lừa dối, bố đã rất sốc. Bố không hiểu tại sao những người đã cầu nguyện với bố và thành tâm thề từ bỏ kiêu ngạo, ham mê và tham lam. Sau tất cả những lừa dối và dối trá, bố tự nhủ với bản thân mình một cách đầy bất lực. Con chỉ có thể tin vào chính mình. Và chỉ có như vậy con mới không bị lừa dối. Bố biết tâm lý hơi thù địch này không tốt, nhưng trên đời này có quá nhiều lừa lọc. Hãy coi chừng kỹ năng sinh tồn không thể thiếu của chúng ta. Đối phó với những kẻ giật cục sẽ khiến con trở nên thông minh. Những người thầy độc ác đó đã dạy cho bố nhiều điều. Nếu bây giờ có ai đó muốn lừa dối bố, bố đoán sẽ khó hơn vượt qua hẻm núi Corolla, bởi vì thất bại đã giúp bố thiết lập một bộ quy tắc đối xử với mọi người. Bố nghĩ bộ quy tắc này sẽ giúp con. Bố chỉ thể hiện cảm xúc của mình khi nó có lợi cho bản thân. Bố có thể để đối thủ dạy bố, nhưng bố sẽ không bao giờ dạy đối thủ của mình. Cho dù bố biết điều đó sâu sắc đến đâu, suy nghĩ chín chắn về mọi thứ, cho dù người khác thúc giục như thế nào, không xem xét toàn diện và không bao giờ hành động, bố có sự thật của riêng mình, chỉ chịu trách nhiệm về bản thân mình. Hãy cẩn thận với những người yêu cầu bố đối xử chân thành, họ muốn nhận được nhiều lợi ích từ bố. Bố biết rằng lừa dối chỉ là một chiến lược trong trò chơi trục lợi và nó không giải quyết được vấn đề. Nhưng bố biết thêm rằng trò chơi trục lợi diễn ra cả ngày lẫn đêm nên bố phải cảnh giác từ sáng đến tối và hiểu rằng trong cuộc chơi này ai cũng là kẻ thù vì ai cũng chăm lo cho lợi ích của bản thân mình trước dù là không tốt cho mọi người khác. Điều quan trọng là làm thế nào để bảo vệ chính mình và chuẩn bị cho một cuộc chiến mọi lúc mọi nơi. Con à, định mệnh đã cho ta không phải ly rượu thất vọng mà là chén rượu cơ hội, hãy vui lên. Sự việc xảy ra ở phố Wall không có gì đặc biệt, chỉ là con quá tin tưởng vào người khác mà thôi. Tuy nhiên, con cần biết rằng một con ngựa tốt sẽ không bị ngã hai lần ở cùng một nơi. Bố yêu của con.